chào các bạn, thì đây là cái video mình quay vào cái trận mưa đá và 2 năm về trước các bạn ạ. Đây này, chúng ta xem này, đá rơi đây, tường nhà người ta luôn, đá trắng luôn, đá mà rơi từ trên trời xuống các bạn. Đấy, đá to này, mình bốc cả nắm luôn. Và cái này thì mình quay năm 2017, 2 năm trước đấy. Đấy, hôm mình đi công trường ấy, là chung ông người nhà đông sư và xe gọi mình vào, nhưng mình thấy hay quá, mình ra mình quay vui, quay chơi thôi. Đó. Ngày đó, ngày trước thì chưa làm YouTube, chưa biết quay phim gì cả. Đấy, quay rung giật lắc như thế này. Đây là mình đang đội mũ bảo hiểm với bạn, nó rơi trên trời xuống ấy. Mà cái đá này thì nó không tan đâu bạn, nó khó tan lắm. Tan tầm 2-3 tiếng sau mà nó ở trong gốc cây nó vẫn không tan hết luôn, nó rơi ấy. Đây rất là nhiều luôn. Và cái ông đấy, ông người Nhật ông bảo là từ bé đã chưa nhìn thấy cái đá như này, đá rơi như này, mưa đá. Thì mình nói chung mình chưa nhìn thấy luôn. Từ bé giờ luôn thì đá nó to lắm bạn. Rơi trắng đường luôn. Đấy có lợi viên mà có đường kính bằng 4-5 cm đấy, khoảng đấy to nhiều luôn, mà nó rơi tầm 10-15 phút các bạn ạ, rất nhiều luôn. Đây, thế này mình đang quay dọc này, đang bốc đá này, rất nhiều luôn, ngày trước quay vui luôn. Đây, thì video đấy các bạn, thì nói chung là ngày trước mình quay là chắc là video này hơi mờ vì là mình up lên Facebook ấy. Đấy thì mình thấy hay quá thì mình tải lại mình up lên YouTube cho các bạn xem. Thì nói chung là đá này không gặp, lâu lắm mình không gặp mà không biết bao giờ gặp nữa. Thì mình sẽ làm video ngắn, thì cảm ơn bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở những video tới. Chào các bạn.